mình đang ở cửa ga Hà Nội nhá. Đấy, đây đi. Đấy, cả mình ga Hà Nội chưa? Hiện tại chúng mình đang đi mua vé. Sao bắt đầu đoàn đoàn nhá. Bước vào đến đến trong bán vé này, đây là bán vé nha. Sẽ cùng theo chân chúng mình đi mua vé nha các bạn nhé. Chúng mình đang mua được vé rồi nha. Chúng mình sẽ mua vé cả đi cả về, tổng cộng cho 22 vé là 927.000 nha các bạn. Tạm biệt phòng vé. Và mua vé xong mình sẽ không có tiền ăn. Hết sạch tiền nha các bạn. Bây giờ chúng mình sẽ về nha. Hãy theo chân chúng mình về. Mình à, Thanh Xuân. Mình giới thiệu các bạn, đây là chỗ gửi xe nha. Chúng mình sẽ gửi xe ở đây nè. Đó, thấy chưa? Chúng mình sẽ lấy xe nha. Lấy gửi xe ở đây là vé ngày thì là thế nào? Xe máy 5.000 cả ngày, 8.000 cả đêm và 12.000 cả ngày lẫn đêm nha các bạn. Chào các bạn, bây giờ là 6:15 và chuyến tàu của chúng mình sẽ khởi hành vào lúc 6:00. Đấy, đây là vé. Hôm trước bạn Thủy và bạn Hưng đã có một quãng hành trình trải nghiệm rất là thú vị để mua được 11 cái vé, 22 cái vé. À, 22 cái vé cả đi cả về để cho chuyến hành trình của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ khởi hành chuyến tàu HP1 đi Hải Phòng. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Mặc dù là đôi mắt hợp một mí là hơi sụp một chút ấy, vẫn không sao.
ta đang khởi hành chuyến tàu đón bình minh. Hôm nay chúng ta sẽ đi về hướng đông, về với vùng đất cảng Hải Phòng và chúng ta sẽ bắt bút tour. Hôm nay tôi lựa chọn phương tiện là tàu hỏa. Ở đây một số người trước giờ đi tàu hỏa rất là quê, nhưng tôi đã từng đi rồi. Mặc dù đi rồi nhưng thực ra thì bạn cũng không đỡ quê hơn là mấy. Cũng không biết là ghế ngồi của chỗ nào. Dành cho những bạn không biết thì chúng ta có thể xem số ghế của chúng ta ở đây. Hà Nội thì lại chuẩn bị những ngày tháng một ngày tất bật rộn ràng như bao ngày khác. Mấy đứa chỉ tách ra đi chơi, đã thấy ai đầu tuần mình đi làm chơi. Đấy là lời nói của các cụ ạ, còn chúng tôi thì vẫn rất là hạnh phúc khi được đi chơi với nhau ạ. Rất là cổ kính ạ. Mà muốn mua đồ ở đây thì mình phải đi khoảng từ 3 đến 4 giờ sáng thì là lúc họp chợ. Rất là đông. Vâng. Vâng, những tia nắng bình minh đầu tiên của một ngày mới ạ. Hoàng hôn thì dễ lắm, nhưng mà bình minh thì khó tại vì đâu phải ai tại phố đâu. Vâng. Rất là người trẻ như chúng tôi. Nào thì bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi để đón những tia nắng bình minh đầu tiên của một ngày mới nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình cũng chả cả cá. Còn đây là chả cá, chả cá. Chả cá. Cá này ăn không? Châu, ông Huy nghĩ là cá này có một chút ring. Cái nó rất là đi cuồng á. Mình nghĩ là cái món bún cá này nó không quốc với nhau, nhưng cuối cùng nó rất quốc. Nó có cái gì đó rất là liên kết với nhau á. Thank you.
một thời đây nhiều món này. Con cá bể nó như nào? Sao giống luôn nhỉ? Một cái bắp chuối đậu đúng không? Đấy, những cái con này cũng như là con luôn.